Chị Phi Dung chị đọc cái đó. À, cái này là của sư phụ tôi bị Tư Văn, tôi bị Khánh An, con biết rồi, nhưng mà nhờ phước đức của cô là con mới có được cái ngày sinh nhật của cái sinh nhật. Dạ, có thức xin mời chị đọc cái câu cái chữ đó. Mừng ngày tuổi kiếp ca sĩ tiếp nối. Mừng ngày nối tiếp ca sĩ Phi Nhung. Phổi đàn. Thôi thầy Phổ, quý thầy sẽ hát một bài Hạnh Phúc Bây Giờ Xưa em ha. Dạ. Xem qua đây. Tôi có phước quá trời luôn. Quý thầy sẽ hát bài Thiền Ca. Thiền Ca và Hạnh Phúc Bây Giờ. Đây là một tiết mục được hạnh phúc. Thành ra cái bài sắp tới sẽ hát tặng mọi người là bài. Với cho con xin giới thiệu với chữ tiếp nối á. Tại thường thì anh em chúng con thì thường dùng là không dùng ngày sinh nhật, là mình tiếp nối, là mình tiếp nối hạt giống cái tình thương của bố và mẹ. Mình giống như là nhìn trong mình thì có những cái tình thương và cái đức hạnh của cha và mẹ. Giống như chị thì tuy là mất mẹ cũng lâu, rất là lâu, nhưng mà không ba là anh. Nhưng mà hiện tại thì chị là người mẹ rất là giỏi, và tất cả cái tình thương thì chị dành cho rất là nhiều người, không những con của mình và tất cả những trẻ em cơ nhở và tất cả rất nhiều người. Nên là mình tiếp nối cái hạt giống của bố mẹ của mình, mặc dù mình không có, nhưng mà trong mình thì có tất cả là ba mẹ. Nên là tiếp nối là như vậy, thì mong chị tiếp nối cánh tay của Đức Thế Tôn hay cánh tay của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm để mình mang nhiều tình thương đến cho mọi người. Bây giờ thì quý thầy sẽ hát bài Hạnh Phúc Bây Giờ. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết những gánh âu lo, không đi đâu nữa. Con không có là thầy cũng
Hồi nãy thầy có cái đề nghị là cái Nhung á, cái Nhung hát cái bài mà điệu của Phương Nam và con cái của mẹ. Tại vì ở đây live stream thì cũng phải nói rõ là tại vì hôm qua giờ nói nhiều quá bị khơi tiếng. Trong hàng gian khán giả bỏ tiền ra mua vui bằng những tấm tuồng trên sân khấu, có mấy ai cảm thông được nọt lòng người nghệ sĩ khi cắm màn nhung khép lại đã những hàng ghế trống trơn sàn diễn lặng như tờ, trong những phút giây hết mình đem niềm vui cho khán giả, giờ chỉ còn nỗi trống vắng vô đơn. Rồi đây có ai còn nhớ đến tôi không, nhớ người nghệ sĩ nửa quãng thời xuân sắc, ai đã khóc với tôi qua những giai sầu muộn, đến ngày mai đã gọi cô nhân rồi, khi đèn sân khấu tắt bức màn nhung buông xuống, hết Chúa hết tôi hết công hầu khanh tước, giờ chỉ còn nỗi trống vắng cô đơn. Đêm đêm bên thềm mộ bóng mai dừng chân bước ra ngô phiêu linh, mưa rơi dân rơi mãi không ngừng, có người nghệ sĩ không đời quánh hiu, cái kiếp con tầm dâu xanh còn nắng nở, tôi quên làm sao những tiếng hát cùng đàn. Rồi đêm từng đêm khi diện đã vắng rồi khán giả ngồi lắng lặng sau hậu trường quanh que, thấm giọt lễ sầu qua hai bức màn nhung. Hay quá, bài này hay nhưng mà buồn thế này ha. Dạ. Còn chỉ muốn hát bài vui nữa. Bài hát một bài vui nữa tại. Dạ, buồn thế. Xúc động quá. Cô mà giờ cô có nghe cái bài xong mà biển chưa? Dạ chưa, nghe thầy hát đi bài. À cái bài, cái bài xong mà biển nha. Dạ. Chúng có gì cô không muốn chia sẻ à? Đó, tác qua giùm cô đi, thích tâm trí. Dạ. Các bạn để cho các bạn ở bên Nhật cũng xem lâu rồi mấy năm. Tại vì các bạn từng tập sinh sinh viên rất là nhiều ở bên Nhật. Mỗi lần mà